Thưa quý vị, sáng nay, đoàn công tác của Ủy ban Tư pháp Quốc hội có buổi khảo sát việc chấp hành luật tổ chức tòa án nhân dân năm 2014 tại Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng và Tòa án Nhân dân quân khu 5. Qua 5 năm thực thi luật tổ chức tòa án nhân dân năm 2014, từ năm 2017 đến 2022, Tòa án Nhân dân hai cấp thành phố Đà Nẵng đã giải quyết xét xử gần 42.000 vụ án, vụ việc, qua đó đã thụ lý đạt tỷ lệ 98,6% bình quân mỗi năm phải giải quyết gần 8.400 vụ án vụ việc các loại, tăng bình quân 3% một năm. Tỷ lệ các bản án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan được hạn chế ở mức thấp nhất dưới 1,5%, đáp ứng yêu cầu của Quốc hội. Việc tranh tụng tại phiên tòa trên tinh thần cải cách tư pháp được mở rộng, chất lượng được nâng lên, không có trường hợp nào kết án oan sai hay bỏ lọt tội phạm. Các vụ án kinh tế tham nhũng trọng điểm được đưa ra xét xử kịp thời, xử lý nghiêm minh người phạm tội, đảm bảo việc thu hồi tài sản cho nhà nước, góp phần giữ vững an ninh trật tự xã hội trên địa bàn thành phố, đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, đồng thời khẳng định quyết tâm phòng chống tham nhũng tiêu cực của Đảng, nhà nước. Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã làm rõ một số nội dung còn bất cập, vướng mắc, khó hành trong công tác chấp hành luật tổ chức tòa nhân dân năm 2014 hoàn thiện quy định về vị trí chức năng nhiệm vụ quyền hạn và các nguyên tắc tổ chức hoạt động của tòa án các chức danh tư pháp trong tòa án nhân dân